Hello xin chào mọi người đã đến với channel của Hương Nguyễn nha hôm nay là ngày à, Mình mà muốn nói đến cái, cái ngày cuối tháng 4 rồi ngày cuối tháng 5 rồi mình à, Đầu tháng 6 rồi Mình muốn nói cái thông tin này bữa trước là cái thông tin này bên nhà đèn á Ở khu vực Bình Thuận á, không biết là khu vực khác thì như thế nào nhưng mà Trong riêng cái tỉnh Bình Thuận á Thì cái quy định mới Và bà bây giờ nó bên điện lực họ VPN á họ muốn khảo sát nhưng mà tôi nghĩ là khảo sát là cho có lệ thôi chứ còn là chuyện này là nó sẽ thi công cái vấn đề này và cái vấn đề này là tính giờ ba mức điện chia làm ba mức điện à, nhìn vào cái luật nói về mà trong đèn á thì nó lợi thiệt nhưng mà nó chia làm ba mức giờ rất là nguy hiểm nha anh em nên cẩn thận mà tôi theo tôi thì ở cái phạm vi của cái lương uh, của tôi thì tôi không đồng ý khi mà cái mức điện thấp dù nó là 1.100 đồng một kg nhưng mà nó chỉ xảy ra khi cái giờ nó là từ 22 giờ là 9 giờ rưỡi 10 giờ đó 10 giờ cho đến 4 giờ sáng thôi còn mà 4 giờ sáng họ nói là đây nè tất cả các ngày trong tuần từ 22 đến 4 giờ sáng ngày hôm sau 6 giờ là có nghĩa là từ đây đến đây là 6 giờ ha. chứ không phải là 6 giờ sáng đâu nha. Và 4 giờ cho đến 9 giờ sáng á là cái giờ bình thường, họ sẽ tính là 1685 thì nó bằng với cái giá chúng ta xài bình bình thường. À thường thường mọi mọi người là Bắc Bình á thì họ đóng phiêu vào khoảng ngày qua ngày 3 tháng 5 á. Bắt đầu tháng 5 là họ đi đóng phiêu là họ nối cái đường à, điện thấp sáng cho mình tính với cái giá mất điện bình thường và khi mà yêu cầu mở lại á, thì họ sẽ mở lại nhưng mà áp dụng cái cái phương thức này á, thì họ không có tắt cái kiểu đó nữa mà để cái đồng hồ lại luôn nhưng mà đồng hồ đồng hồ điện tử rất là nguy hiểm nha mình phân tích đây cho mọi người cũng hiểu đây từ 22 giờ cho đến 4 giờ sáng là cái giờ thấp điểm này là nó 1.000 mốt đúng không 1.000 mốt 1 kW đương nhiên là chúng ta sẽ thấy lợi trước mắt nhưng mà chưa chắc đâu nha rồi cái giờ bình thường thì chúng ta sẽ chạy từ 4 giờ sáng cho đến 6 6 giờ là 2 tiếng nó tính là 1685 đồng 1 kW. Rồi mọi người thấy rõ chưa? Đây là nó nó bằng cái giá cũ chúng ta hay xài. Rồi á từ 9 giờ 30 mà tới 11 giờ 30 là giờ cao điểm, họ tính là 1 3076 đồng. 3076 đồng 1 kW cái giờ này là cái giờ tập trung tưới tắm cũng như là à, nói chung là tắm bếp tắm đồ là điện rất cũng rất là nhiều ví dụ như ta tôi đánh đèn à, một năm hai vụ thì cái lượng tưới một năm nó sắp xỉ với cái lượng điện mình đánh và mình tưới vào cái giai đoạn cao điểm này thì cái giá nó cũng trời ơi đất hỡi lắm rồi rồi tiếp đến một điều nữa là từ 11 giờ cho đến 17 giờ là 5 giờ chiều mình đó, 5 giờ chiều này là giờ thấp điểm nó vẫn là 1685 đúng không? 1685 nhưng mà 10, từ 17 giờ cho đến 20 giờ là giờ cao điểm. Nó tính trong một cái vòng chu kỳ một ngày. Và đồng hồ là đồng hồ điện tử. Rồi một cái điều quan trọng nữa là cái đồng hồ điện tử này á, tôi từ, từ từ tôi sẽ nói sau nhưng mà một cái điều quan trọng nữa là tất cả các chạm điện mà đã bị vô cái khung này rồi ấy, thì phải gắn thêm một cái tụ bù 9 triệu rưỡi nha đây là anh em nên nhớ nha bà con nên nhớ gắn thêm một cái tụ bù là 9 triệu rưỡi nữa không biết à, điện lực làm cái gì mà cứ suy nghĩ ra những cái cái uh, chiêu để gọi là nói chung là gài bẫy không cái này là cái bẫy chắc luôn tôi nói đường nào cũng là cái bẫy hết thì đường nào chúng ta cũng chết thôi tôi không đồng ý về cái vấn đề này rồi còn cái này là mình đem mình nói lên để anh em tham khảo nhau thôi còn cái chuyện à, nên không nên thì anh đừng có thấy cái cái bất cập cái lợi trước mắt này nó chẳng là bao nhiêu đâu nó chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi chỉ có 6 tiếng đồng hồ thôi đó mọi người nên nhớ cái điều này và cái giờ cao điểm cái điều mà mình muốn nói nếu mà thật sự nó công tâm và nó chính xác á, thì ông nói gì nếu mà đồng hồ điện tử ai kiểm soát không có một cái cơ ban ngành nào mà đứng ra để mà chúng ta có thể đo lường được cái đồng hồ điện tử hết rất là tôi cảm thấy cái điều này là tôi thất bất mãn bữa giờ nếu mà đèn nhà đèn nó áp dụng cái phương thức này thì tôi có lẽ tôi bỏ thanh long tôi không làm nữa cái điều là cái điều đương nhiên luôn tôi bỏ thanh long tôi không làm 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 gì khi mà lộ lãi rồi phân bón cái gì nó tăng hết bây giờ đến cái khoản này nữa theo như điện lực họ thống kê á, mình xài 8 triệu một tháng thì à, với cái mức giá này thì nó sẽ rẻ đi à, mấy trăm ngàn hơn triệu gì đó thì tôi cũng không quan trọng một triệu đâu nhưng mà tôi nói thật sự ra chưa chắc đâu tôi thật cảm thấy là không có à, trong cái cái này tôi cảm thấy nó không có gì đó nó sai sai ấy thì nói rõ hơn cho mọi người lại một lần nữa thì giờ thấp điểm là nó quy định từ 22 giờ cho đến 4 giờ sáng có nghĩa là từ 10 giờ cho đến 4 giờ sáng có nghĩa là trong cái phạm vi đó là 6 tiếng đồng hồ đó và cái giờ bình thường á là từ 4 giờ nó sẽ 4 giờ sáng mình á nó sẽ chạy đến 9 giờ 30 là cái giờ thấp điểm và nó là 1685 đồng đó rồi từ 9 giờ 30 sáng cho đến 11 giờ trưa là giờ cao điểm 30 3076 đồng. Cái giờ này là cái giờ tươi tắm. À, cũng rất rất là tốn điện ha. Rồi từ 11 giờ 30 cho đến 17 giờ là từ 11 giờ cho đến 5 giờ chiều thì giờ thấp điểm lại. Và từ 17 giờ cho đến giờ 20 giờ thì nó lại là giờ cao điểm ha. Một cái vòng lẫn quẩn rất là à, rất là khó hiểu ha. Còn mà từ 20 cho đến 22 giờ thì là cái giờ bình thường. Chi đâu cứ làm bình thường thôi, đúng không? Bây giờ thời buổi giờ thời, thời buổi giờ khó khăn thì tốt nhất á, nhà đèn nên á, có những cái phương thức nào giảm điện cho bà con. Đỡ chứ không phải là cái phương thức này để bào thêm tiền, bào thêm cái tụ bào cái tụ bù đó chín triệu mấy nữa. Rồi tính theo cái bường này biết mình lợi hay là lỗ, tôi biết chắc là lỗ luôn chứ không có lời đâu. Rồi tôi với cái uh, cái cảm nhận của tôi, với cái uh, cái tư duy của tôi đó, về cái suy nghĩ của tôi là tôi không đồng ý về vấn đề này. Còn cái chuyện mà anh em cảm thấy như thế nào thì anh em tự quyết định ha. Tôi chỉ là một cái video để tôi nói lên để cho mọi người tham khảo thôi. Rồi tôi xin chào tạm biệt.